Chào các bạn, hôm nay kênh Nội địa Nhật Bản sẽ cùng các bạn tìm hiểu một chiếc máy báo khói của hãng Cosmos có mã là SA182E. Đây là mẫu báo khói độc lập, tức là khi mà có khói nó sẽ kêu ra tiếng cảnh báo để người có thể là chạy thoát khỏi cái đám cháy, giúp an toàn hơn cho mọi người thôi. Thì đóng hộp nó khá đơn giản, có một cái thiết bị có cái cảm biến khói trong này. Và khi mà cái khói đạt quá mức cho phép ấy, thì nó sẽ kêu tiếng cảnh báo đi kèm. Đó là cái phụ kiện để chúng ta gắn treo lên tường. Đây là dây để kéo báo động, còn các cái vận ốc này để cố định vào tường. Và đây là sản phẩm dành cho thị trường nội địa Nhật Bản, nhưng bạn thấy là toàn tiếng Nhật thôi. Về cấu tạo, chúng ta sẽ có một cái máy báo cháy khá là nhỏ gọn, chỉ vừa lòng bàn tay thôi, hình vuông. Mặt trên chúng ta sẽ có một cái nút bấm để test. Ở đây là cái loa này. Bấm đây nó sẽ nói tiếng Nhật, nghĩa là đang bình thường. Còn bấm vào giữ cái này thì nó sẽ bắt đầu cho chúng ta nghe thử cái báo cháy, báo khói như thế nào. Ok. Bạn thấy nó kêu to. Đấy là cái tác dụng của cái chuông báo cháy này. Khi mà có cháy, có khói thì nó sẽ báo động như vậy. Còn xung quanh đây chúng ta sẽ quan sát thấy cái phần cảm biến khói này. Đây chúng ta nhìn quan sát thấy cảm biến này. Còn mặt sau các bạn sẽ quan sát thấy thông số. Nó là mã SA182E của hãng Cosmos. Cái này sản xuất năm 2018 này. Ở phía sau nó là viên pin. Nó sử dụng một viên pin Panasonic CR2/3A. Và cái này dùng rất cắm đây. Hết pin thì các bạn có thể thay được. Pin này có tuổi đời khá lâu đấy ạ. Nó chỉ là pin nuôi thôi, nó thi thoảng nó mới kêu. Khi mà có cháy mới kêu cũng hạn hữu lắm. Cái này là thiết bị để an toàn mà. Chúng ta cũng chẳng mong có cháy thì nó kêu đâu. Cái này để gắn vào tường à. Sau đó các bạn gài này, xoay là nó sẽ giữ cái này treo trên tường, rất là gọn gàng. Cái dây này các bạn có thể buộc vào cái nút đây để mỗi lần trên cao ấy, chúng ta muốn test đúng không, kéo này chính là test cái nút này này. Rồi ta nghe lại một lần nữa cháy kêu như thế nào nhá. Để có thêm thông tin về nhiều các sản phẩm nội địa Nhật Bản, các bạn đừng quên subscribe kênh Nội địa Nhật Bản. Hy vọng video này hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.